Kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể quý khán giả, và ngay bây giờ trên chuyến xe Tây Ninh đầy ấp ân tình và sự thân thiện hiếu khách của những người Tây Ninh, xin mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp của quê hương tôi qua những tác phẩm của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chuyến xe Tây Ninh, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Thành Phương qua phần biểu diễn của nghệ nhân Đông Dương.
rồi sẽ